Trước khi tụi mình trải nghiệm đi trên chiếc cà kheo lò xo này thì tụi mình có thử thách 5 giây nha các bạn nha. Trong vòng 5 giây thì các bạn hãy kéo xuống và bấm nút like cho video này nha. 5, 4, 3, 2, 1, hết giờ. Cậu biết chơi cà kheo không em? Cà kheo hả? Ờ. Biết. Hay mình chơi cà kheo đi. Cà kheo á, nhưng mà cà kheo đâu ra? Thì tự làm chế. Chế hả? Chế từ tre hả hay sao? Tre đây có vẻ hiếm á. Hay là mình mua sắt về làm đi. Sắt làm hả? Ờ, ta có 4 cái lò xo nữa. Hay là lò xo? Mình độ vô làm lò xo gắn phía dưới cái cà kheo. Là đi tăng độ khó lên. Là làm cái cà kheo xong gắn cái lò xo dưới hả? Đúng rồi, lò xo bằng sắt á. Đi được không? Không biết. Thì thử thách mà. Vậy hả? Ờ. Nhưng mà làm xong thi đi không? Ờ, thi. Hay làm mỗi đứa một bộ cà kheo. À. Rồi thi đi cà kheo. Còn nào. Nhưng mà làm bằng sắt thì bây giờ ai làm? À, mình ra chỗ ông thợ chỗ chợ nè. Ông thợ hả? Ờ. Ờ đi. Mà thi nhưng mà hình phạt là sao? Hình phạt là ném bóng nước vào người. Ông ai thua? Chơi luôn đi. Mình sẽ thử đi cà kheo lên cầu thang nữa. Đi cà kheo luôn hả? Ờ. Không biết đỡ đi được không đây. Hôm bữa thì đỡ đi cà kheo bình thường á, cà kheo người ta làm bằng cây á thì đi được, nhưng mà không biết gắn lò xo thì đi như nào đây. Ừ. Ok, cứ thử đi. Đỡ đâu tờ thẳng cầu sao? Thế lại được fan trả thù. Đi kiếm sắp đi. Ờ đi. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Rồi, nãy giờ Hàn cuối cùng cũng ra được cái hai cà kheo rồi. Ừ, nhìn đẹp á. Ờ, nè. Bây giờ thử độ tưng của cà kheo nha. Wow.
rất là tưng luôn. Ghê thiệt. À. Mà công nhận cái ông thờ đó là ông chuẩn á. À, đẹp á. Đẹp vậy á. Ừ. Sao? Rồi, bây giờ mình thi đi. Thi hả? Ừ. Nhưng mà trước khi thi thì còn thử thách gì cho các bạn không? À, trước khi tụi mình trải nghiệm đi trên chiếc là cà kheo lò xo này thì tụi mình có thử thách 5 giây cho các bạn nha. Trong vòng 5 giây thì các bạn hãy kéo xuống và bấm nút like cho video này nha. 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Sao chậm thi không? Ok. Bây giờ thi mà ai thua rồi sao? Ai thua thì sẽ bị hình phạt là ném bóng nước của người. Ném bao nhiêu trái? Cậu muốn bao nhiêu trái? 5 trái đi. 5 trái, 10 trái đi. 10 trái luôn á? Ờ, 10 trái. Chơi không? Dám chơi không? Dám chứ, để chơi để phục thù hôm bữa chứ. Rồi, hôm bây giờ bị ném đâu á. Bây giờ để tớ thử đứng lên như nào nha. Thôi bây giờ không chơi thử, bây giờ chơi thi luôn. Không chơi thử, chơi thi luôn. Thi luôn á? Ờ, thi luôn. Bây giờ không chơi thử, bây giờ đi giống như đi đi từ dưới kia đi. Đi từ dưới kia đi lên cái dốc này. Đi từ dưới đây, ờ, lên dưới dốc đi, này. Đi lên từ đây. Người nào mà đi mà ít rớt xuống á. Ừ. Là người nào mà đi mà trên cái cây này này là nhiều hơn á. Ừ. Như đi như này nha. Ừ. Mà rớt xuống như này, tính một lần rớt. À. Đó, người nào mà bị rớt nhiều hơn á thì người đó thua. À, cứ rớt xuống một lần là tính một lần đúng không? Rồi ok, anh. Rồi bây giờ cậu đi trước đi. Cậu đi sau. À. Để tôi đi nha. Ờ, đi trước đi. Một lần nha. Lên trước cho. Hãy tự chứ nhìn chưa. Wow. Ờ, nghe chưa. Ghê. Thôi bây giờ cậu thua đi cho rồi. À, tự đi trước nha bạn ơi. Ghê quá. Đó, tự đi hai vòng luôn nè. Còn kịp chịu thua chưa? Chưa. Hay thôi bây giờ thi ai đứng lâu hơn không? Hả? Thi ai ai? Ờ à, thi ai đứng lâu hơn đi. Ờ à. À, thi ai đứng lâu hơn đi. Còn đứng trước đi. Đứng sau vô. Không, đứng song song đi. Đây này đúng không? Ờ à. 1, 2, 3. 3. lên đi. 1. Nhưng bây giờ trong vòng 1 phút đi xem người nào rất nhiều hơn là người nào thua. À, đếm nha. Trong vòng 1 phút nha. Ừ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Đeo 11 12 3 14 15 Đi đâu chứ mà? Quay lại đây. Tôi chịu thua rồi. Bây giờ chịu hình phạt này một nước nha. Ờ. Khó đi quá. Sao cậu đi giỏi vậy? Cái này hồi xưa tớ có chơi rồi. À. Nhưng mà tớ nghĩ là chơi trên cái lò xo này nó khó hơn, nhưng mà ai ngờ nó cũng vậy à. Ừ. Cũng không khó cho mấy. Này tớ nhảy vào con này. Đó, nhìn tớ nhảy vào con. À. Cái điều khá bánh chứ. Quá dữ. Thôi đi. Đi. Đi làm bóng nước đi. À, đi làm bóng nước đi. Ờ, đi làm bóng nước đi. Ê, chơi gì không Nguyên? Đang chọi su hào kìa. Ê, cho kẻ đi. Chọi không? Chọi đâu đi. Cho kẻ em chọi nha. Ừ. 1, 2, 3. 2, 3. À, đừng nè. Em không được nè. Nè. Ủa mà sao không ướt vậy ta? Nè. À, ướt hết rồi. Sao bây giờ thi nữa không? Thôi không thi nữa. Đến đây thì video của mình kết thúc rồi nha. Xin chào, bye bye. Bye bye.
Wow, điêu luyện rồi ta. Để chưa? Nhảy à?